Đang mưa tuyết ở ngoài nha cả nhà nha. Đi làm về xem phải đi chợ đây. Xem đi làm về tranh thủ đi chợ mua đồ ăn về nấu ăn nữa cả nhà. Giờ này gần 6 giờ chiều rồi. Đây là mận, xem cái trái mận. Mùa này đang vô mùa hồng. Cây quá trời luôn. Mùa này trái cây thì hơi mắc một chút nha cả nhà nha. Ui, các loại có hết luôn cả nhà. Quýt. Đây là cam mật cái cả nhà. Cam này là cam mật. Đây là chợ của Đức nha cả nhà, không phải là chợ Thổ nha. Bơ. Đây là xà lách, này rau sống. Mùa đông giá này nó hơi cao chút nha cả nhà nha. Này dưa leo. Tấp Noel là có mấy cái hình ông già Noel rất là nhiều. Chợ Tây là không có thiếu bánh mì cả nhà, lúc nào cũng có bánh mì. Chợ này Sen cũng đã chia sẻ với cả nhà rồi đó.